Giữa mùa dịch COVID-19, công tác tuyên truyền cũng như phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh luôn là nhiệm vụ quan trọng. Cùng với cả hệ thống chính trị, thời gian qua, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Hà Nội luôn có những mô hình mới, hoạt động thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hơn khi Hà Nội và cả nước có thêm nhiều ca mắc mới. Trước tình hình đó, đoàn viên, thanh niên nhiều cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình trong diện cách ly, đồng thời tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh, cấp phát khẩu trang và nước sát khuẩn tới nhân dân. Nhiều đoàn viên, thanh niên đều cảm thấy vui khi được đóng góp vào những hoạt động ý nghĩa để cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi luôn cảm thấy vô cùng tự hào khi là một lực lượng nòng cốt và để góp phần tuyên truyền tới người dân, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Trong tháng thanh niên này, chúng tôi cũng đã, đang và sẽ cùng cố gắng góp sức hết mình để xây dựng và phát triển một thế hệ tuổi trẻ và thế hệ đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh hơn. Bên cạnh đó, tất cả các phường tại các quận đều có đội xung kích phản ứng nhanh, được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ, tổ chức thành nhiều nhóm phát miễn phí khẩu trang, nước rửa tay tại nhiều điểm tập trung đông người, phối hợp với tổ dân phố phát tờ rơi, tuyên truyền đến từng nhà dân về kiến thức phòng tránh dịch bệnh. Tôi có những cái khóa tập huấn online, tuyên truyền online rồi livestream về cái hình thức là làm sao để mỗi cá nhân chúng ta có thể bảo vệ cá nhân bản thân mình cũng như gia đình và xã hội. Hãy hết sức cảnh giác nhưng mà cũng không quá hoang mang. Trước cái bối cảnh dịch Covid thì chúng ta cũng làm sao để giữ được cái sức khỏe cho chính bản thân mình và những người xung quanh, thì tuy nhiên là cũng vẫn giữ được cái sự bình tĩnh để chúng ta có thể là phối hợp một cách hiệu quả hơn nữa trong quá trình là chống dịch. Với khẩu hiệu thanh niên chung tay đả bay Covid, tuổi trẻ thủ đô luôn xung kích, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ để chung tay cùng cộng đồng chiến thắng dịch bệnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.